Rồi, hello anh em nhá. Rồi, hôm nay lên hình cho bác một em họa mi bộ to này, chim hót rất tốt các bác nhá. Anh em thấy gì không? Chim hót vẩy đuôi khiếu rất là đẹp luôn các bác nhá. Đập đuôi như khiếu luôn. Đấy, chim rất là hay. Mặc dù vừa về nhà em đêm hôm qua các bác nhá, 12 giờ đêm hôm qua, hơn 12 giờ mới về. Đấy, con xe về mà sáng nay treo ra là thể hiện rất là tốt rồi. Chim rất là tố chất luôn, rất là hay các bác nha. Đấy, anh em mình chỉ cần chọn cho nó một chỗ treo hợp lý. Đấy, biết chơi, biết chăm con chim là con chim nào cũng hót. Đảm bảo với anh em một điều vậy luôn. Anh em mình treo chim cho nó hót. Anh em mình treo sao mà cho con chim nó đứng cầu, nó không nhảy, nó không bị hoảng các bác nha. Là nó sẽ hót, nó tự tin, nó đứng hót là nó sẽ phô được hết giọng của nó ra. Và bản năng của nó thế nào thì là nó sẽ phô được hết ra cho anh em mình xem. Như con chim này này, bộ to nhá, và chân mỏ vàng các bác nhá. Đấy, đầu mặt cũng rất là đẹp. Đấy, hót sung vẩy đuôi khiếu, mặc dù mà chim vừa về chưa quen nhà hẳn các bác nhá. Đấy, để quen nhà quen lồng một vài hôm thì em nghĩ là khả năng là nó sẽ vẩy đuôi nhiều hơn và đẹp hơn này rất là nhiều luôn. Mà nhà em thì không có thời gian chăm nhiều, bởi vì là nhà em rất là nhiều chim. Đấy, nên là anh em nào mát tay thì có thể nhập cho nó về đội chăm bắm nghe hót các bác nhá. Con chim này thì rất là đẹp luôn à, cho các bác xem rõ đầu mặt này. Đấy, mặt đẹp các bác nhá, bộ tương đối là to à, chân vàng các bác này, chân vàng chân khô. Đấy, chim hót vẩy đuôi khiếu đẹp cực kỳ luôn, siêu đỉnh luôn. Bộ to đẹp các bác nhỉ, chim quá là đẳng cấp luôn. Thank you.
Bye.